Nhà nghèo ăn thịt gà. Làm gì mà lâu thế? Tôi đói lắm rồi đây. Đây nè. Sao lại chỉ có thế này? Cơm nước thế này thì sao ăn được đây? Hết tiền rồi. Hôm nay chỉ có thế thôi. Ông không ăn thì thôi. Hay cái bà này. Hôm nay bà làm sao thế? Sao? Sao cái gì mà sao? Ông lại còn giả vờ không biết à? Sáng nay tôi đi chợ, thấy chú hai nhà ông đưa lũ trẻ ra chợ sắm quần áo mới. Chú ấy lại còn tậu hẳn một đôi bò. Ông dám dấm dúi lấy tiền của tôi mang đi cho chú ấy phải không? Ông mau trả tiền lại cho tôi đi. Hay cái bà này. Ai dám dúi gì mà bà đòi? Thế chú ấy lấy tiền đâu ra mà lắm thế hả? Chẳng ông thì là ai? Nhà chú ấy nghèo rớt mồng tơi ra, lấy đâu ra tiền mà mua bò chứ? Mua bò? Mà bà nhìn có đúng không? Sao lại không đúng được? Chắc chắn rồi, còn gì sai đâu được. Thế thì lạ thật đấy. Tôi không biết đâu. Ông mà không làm rõ chuyện này á thì không yên với tôi đâu, biết chưa? Hôm nay nhà ta có thịt. Ăn đi các con, không phải hôm nay mà là từ nay trở đi chúng ta sẽ hết khổ, hết vất vả. Sao lại như thế hả bố mẹ? Mai mà có chim thần tới ăn khế nhà ta lại chịu trả ơn bằng túi vàng. Mỗi quả khế chim ăn, chim sẽ trả một cục vàng. Chim sẽ chở đi lấy ở khe núi ngoài biển, xa lắm, vì cây khế nhà mình rất ngọt nên chim thường xuyên tới ăn. Hả? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Bảo sao mà nhà chú ấy giàu lên nhanh thế. Ôi, có mấy quả khế mà đổi được cả túi vàng. Cả cây khế sai thế, bao nhiêu vàng cho vừa. Ông phải làm gì đi chứ? Sao ông cứ ngồi đần ra như thế hả? Thì tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng bà bảo tôi biết làm cái gì bây giờ. Thì đòi cây khế về chứ còn làm cái gì nữa. Nói thì dễ, nhưng làm thế coi sao được. Cha mẹ mất đi, vợ chồng ta đã nhận sạch gia tài, cho vợ chồng chú ấy chỉ mỗi cái lều nát với cây khế ở cuối vườn. Giờ lại muốn đòi nốt thì e là... Tôi có cách này nè, ông thử xem sao. Chú hai đang bổ củi đấy à? Ôi anh cả, hôm nay lại rảnh rỗi thế. Mời anh vào nhà em uống chén nước chè xanh. Dạ, mời anh uống nước ạ. Chú cứ kệ tôi, anh em khách sáo làm gì. Ấy chết, anh sao vậy? Có chuyện gì thế ạ? Tôi nghĩ mà ân hận quá. Để vợ chồng con cái chú sống thiếu thốn thế này, tôi thật ái ngại. Trước đây tôi có làm gì không phải, chú cũng đừng để bụng nha. Anh em mà không đùm bọc được lấy nhau, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào. Sau này chắc tôi chết cũng không nhắm mắt được. Ấy, anh cả đừng nói vậy. Phận làm em ăn thèm phát nặng, em không trách gì anh đâu. Chú không trách, nhưng tôi áy náy đến chết mất. Giờ tôi nhất định phải làm gì đó để giúp đỡ vợ chồng chú cùng các cháu. Giờ chỉ có cách này, cả gia đình chú chuyển lên nhà trên ở để tôi chuyển về ngôi nhà này. Ấy, ai lại thế? Em không dám đâu ạ. Chú không được từ chối. Chú mà từ chối khác nào không coi tôi ra gì. Chú phải để cho anh sau này cũng dám nhìn mặt cha mẹ dưới suối vàng chứ. Vâng, nếu anh đã nói thế thì em cũng không dám trái lời. Ôi, cây vàng cây bạc của ta đây rồi. Bắt được mày rồi nha. Ăn trộm khế nhà ông đúng không? Ăn một quả trả cục vàng. Mày túi ba gan, mang đi mà đựng. Trời ơi, giàu rồi, giàu to rồi. Đây nè, túi đây nè. Cái túi 20 gan tôi đã chuẩn bị cho ông nè. Ông gắng mà lấy đầy vào nhé. Ta là người giàu nhất thiên hạ. Gió mạnh quá. Ông bớt vàng đi, không thì nguy đến tính mạng cả hai ta đấy. Ôi trời ơi, bỏ bớt là thế nào? Ngươi phải cố lên, ta phải vất vả lắm mới nhét đầy được túi đấy. Ôi trời ơi, sao thế? Vì sao? Này, tí,
mày chăn trâu kiểu gì để nó ăn hết lúa nhà người ta thế hả? Trời ạ, lại con trâu được phá phách. Tháng này tao trừ tiền công. Thật là làm thuê ngày chỉ đủ ăn, thế mà còn trừ tiền, thì tháng này biết sống thế nào đây? Lại có chuyện gì mà yếu xịu thế kia? Tôi ngủ quên để trâu ăn lúa của người ta, rồi bị tay chủ trừ cả tháng tiền công, giờ cũng biết sống thế nào đây? Hai đứa mình mồ côi từ nhỏ, làm thuê cho người ta mãi cũng chỉ đủ ăn. Tôi đang tính bỏ làng đi làm ăn xa đây, anh có đi cùng tôi không? Anh tính đi đâu? Tôi cũng muốn đi lập nghiệp lâu lắm mà chưa có cơ hội. Tôi nghe nói trong núi phía đông có mỏ than rất lớn. Chúng ta chịu khó vào đó đào than, sau đó mang than đi bán, rồi chúng ta sẽ có tiền mua gạo, không bị đói nữa. Thế thì còn gì bằng, rồi chúng ta sẽ giàu to. Thế ngày mai chúng ta đi luôn chứ? Ừ, hẹn ngày mai nhé, tại đây nha. Đến nơi rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu công việc thôi. Ừ, sắp đổi đời rồi. Tôi nghĩ ngọn núi bên kia thế nào cũng có than. Giờ chúng ta chia nhau ra, anh đào phía đông, còn tôi vào trong phía tây ngọn núi. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mỏ than. Được đấy, tôi sang phía đông đây. Có than rồi, có tiền rồi, có tiền rồi. Bao ngày cực nhọc vất vả, hôm nay phải đánh chén một bữa mới được. Thật là bỏ công, bao ngày vất vả. Cố lên, cố lên, cố lên. Ông chủ, đây là gạo mà vợ ông đặt mua. Tôi để chúng ở đâu? Ờ, trời ơi, có phải Tí không? Tí ở làng Hạ không? Tèo, đúng là anh Tèo rồi. Sao lại đến nông nổi này? Tôi nghĩ anh đào được nhiều than, phát tài rồi chứ. Ngày xưa, khi ông sang ngọn núi bên kia, tôi đã rất chăm chỉ làm việc. Thế rồi... Rồi sao? Ngày nào tôi cũng đào được một xe than lớn, sau đó kéo ra chợ bán. Được bao nhiêu, tôi tiêu bấy nhiêu. Than nhiều vậy, cũng đủ đi ông khai thác chứ. Sao lại đến nỗi này? Tôi nhận ra rằng nhu cầu của người ta là vô hạn ông ạ. À, tôi muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được xem chọi gà, muốn có các cô gái vây quanh mình. Tiền tôi kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ những nhu cầu ấy. Rồi đến một ngày bỏ than có rất nhiều người đến khai thác, tôi kiếm được chẳng đáng là bao. Tôi lại về đi làm thuê đến giờ. Còn anh, làm sao anh có được cơ ngơi hôm nay? Đừng nói với tôi anh lấy được một bà vợ giàu kết xù đấy nha. Tôi ư? Ban đầu cũng đào than như anh, nhưng tôi hàng ngày ăn tiêu dè sẻn để ra được chút vốn. Tôi thuê một tớp thợ khai thác than cho tôi. Khi có nhiều tiền hơn, tôi mở cửa hàng, thu mua than từ những người khác rồi bán lại, sau đó gây dựng được một cơ ngơi như giờ. Ra là vậy. Hai chú thỏ con. Ôi, hai cái đứa này chỉ được cái giỏi nghịch ngợm thôi. Ôi trời, một mình thì biết đến bao giờ mới nhổ hết chỗ cà rốt này chứ. Phải gọi tụi nó giúp mình thôi. Thỏ anh, đấu đuổi kịp em đấy. Thỏ anh, thỏ em, nhanh lại đây. Mẹ gọi anh kìa. Đâu, mẹ gọi em thì có. Gọi anh, gọi em. Mẹ gọi cả hai đứa. Hai đứa lại đây, nhanh lên. Nhanh, nhổ cà rốt với mẹ. Nhiều thế này, một mình mẹ nhổ đến bao giờ xong đây? Kìa, mẹ bảo em nhổ cà rốt đi kìa. Đâu,
Mẹ bảo anh thì có. Mẹ bảo em. Mẹ bảo anh. Bảo em. Bảo anh. Im ngay. Mẹ bảo cả hai đứa. Làm việc đi. Nhổ xong thì nhớ mang cà rốt vào kho nhé. Hả? Cà rốt còn nhiều. Các con cứ làm thế này thì đến bao giờ mới xong đây? Ôi, nhưng làm việc này chán lắm. Chán là chán thế nào? Chành chọe nhau sao mà giỏi thế? À, phải rồi, phải biết biến cái tính chành chọe đó thành tinh thần thi đua mới được. Nào, dậy đi các con, dậy giúp mẹ nhổ cà rốt nào. Con không đi đâu, con không làm đâu. Nào, hôm nay mẹ sẽ có một điều vô cùng thú vị. Đứa nào không ra thì thiệt đó. Ê, dậy đi, xem mẹ có gì cho kìa. Ô, mẹ bảo ra nhổ cà rốt ấy mà, em không ra đâu. Mẹ đang làm gì thế nhỉ? Này, chúng ta ra ngoài thôi. Nào, làm việc thôi các con. Hôm nay, ai mang được nhiều cà rốt về kho, mẹ sẽ có thưởng. Đấy, em biết ngay mà. Tại anh làm em mất cả ngủ. À, thôi, đằng nào cũng vậy rồi. Làm việc đi, kẻo mẹ lại mắng đấy. Nào, thỏ em, còn có bao nhiêu củ cà rốt? 5 củ ạ. Kìa, thỏ anh, còn có bao nhiêu củ cà rốt? Dạ, 6 củ cà rốt. Ơ, mẹ làm gì vậy ạ? Mẹ sẽ ghi kết quả làm việc của các con lên đây. Cuối buổi, ai mang được nhiều cà rốt về kho, mẹ sẽ thưởng. Mẹ, mẹ ơi, còn có 7 củ cà rốt nè. Không được, con không thể thua thỏ em được. Không, em sẽ mang được nhiều cà rốt hơn anh. Mẹ ơi, chúng con xong rồi. Mẹ ơi, kết quả thế nào rồi? Tèn tèn tèn, kết quả ngày hôm nay đây. Thỏ em đã thắng cuộc, chúc mừng thỏ em. Hôm nay, thỏ em sẽ được thưởng 3 quả táo, thỏ anh được 2 quả. Ngày mai anh sẽ mang được nhiều cà rốt hơn em cho coi. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ có phần thưởng mới. Chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để thi đua. Giờ thì hai anh em vào nhà nào. Mẹ đã chuẩn bị xong bữa chiều. Dây bông mai may mắn của ông. Nào, hai đứa nghịch quá, lại phụ mẹ một tay trang trí cây đào nào. Năm nay cây đào ra nhiều hoa quá nhỉ. Yeah, yeah. Dây bông mai may mắn mọi năm đâu rồi ạ? Chắc hẳn nó lẫn ở đâu đó thôi. Năm nào ông cũng treo dây bông mai ấy để cầu mong gia đình năm mới an lành, may mắn. Năm mới đầu tiên không còn ông nữa, mà kỷ vật của ông cũng bị lẫn mất. Chúng cháu sẽ mua tặng bà một bịch dây bông mai mới. Cháu thấy ở cửa hàng bán nhiều dây còn đẹp hơn và nhiều màu lấp lánh nữa. Hay cháu tìm một dây bông mai giống hệt bà nhé. Thôi, năm nay chúng ta sẽ không treo dây bông mai nữa. Mẹ đừng buồn, chúng ta sẽ sớm tìm ra nó thôi mà. Muộn rồi, đi ngủ thôi các con, để sáng mai còn dậy sớm chúc Tết mọi người nữa. Chúc bà ngủ ngon. Ừ, thôi ngủ đi cháu. À,
năm mới, con chúc cả nhà ta có thêm sức khỏe và vạn sự như ý. Bây giờ ba mẹ sẽ lì xì cho Bin và Na nhé. Wow, chúng ta lại lấy lì xì thôi. Mẹ ơi, xem này, với số tiền này con có thể mua một con robot chiến binh được không ạ? Con cũng muốn mua búp bê. Mẹ ơi, đây có lẽ là món quà cuối cùng mà ba đã định gửi tặng mẹ khi ba còn sống. Sao trước nay mẹ chưa bao giờ nghe thấy ba con nói gì? Con nhìn thấy món quà được để ngay ngắn trong ngăn tủ của ba. Có lẽ ba đã chuẩn bị trước để kịp tặng mẹ vào dịp năm mới này. Bà ơi, bà mở quà nhanh lên đi. Đừng giận anh nhé, anh đã để lại em một mình. Dây bông mai cả nhà ta vẫn hay dùng, anh thấy nó đã cũ lắm rồi, cho nên anh đã tìm mua một dây khác thay thế. Hy vọng món quà này sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho gia đình ta như bao năm tháng đã trôi qua. Năm mới an lành. Suốt cuộc đời ông luôn dành cho bà những điều tuyệt vời nhất. Hồ ly giữ bình. La 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 la, nắng đẹp như rót mật, thích quá, thích quá. Có chuyện gì thế nhỉ? Đừng hòng cậy to xác mà bắt đạt được chúng tôi nhé. Có dở thì mau dậy hút nữa đi, xem mèo nào cắn miểu nào. Ơi, sao lại đánh nhau thế này? Có chuyện gì thì từ từ nói chứ. Cậu tránh ra, chúng dám xúc phạm tớ. Là đồ to xác nhưng mà ngu ngốc. Hôm nay tớ sẽ chứng minh cho chúng thấy tớ không phải là người như vậy. Cá khu rừng này ai mà chả biết điều đó. Lợn rừng mà còn đòi học phép tính nữa chứ. Chuyện thật là đất cười. Các cậu đi chỗ khác đi. Chế diễn người khác như vậy chẳng có gì là hay cả đâu. Cả cậu nữa ấy, chơi với nhau cũng cùng một ruột cả. Vừa lùn vừa xấu tính còn bày đặt lên giọng. Liêu liêu, để tớ cho chúng một bài học. Chúng còn dám nói cả cậu nữa. Thôi bỏ qua đi, không học nữa. Đằng nào cũng mang tiếng là ngu ngốc rồi. Ra là cậu đang học tính. Xong rồi cái bọn chúng xúm lại treo hả? Ồ, nhưng đúng là tớ ngu ngốc lắm phải không? Cả khu rừng này ai cũng coi thường tớ như vậy cả. Bận tâm đến lời chế giễu của người khác rồi gây chuyện làm gì? Thôi, để tớ nhổ mấy cái gai nhím này ra giúp cậu trước đã nhé. Đau lắm phải không? Ồ, đói quá, tớ phải đi tìm đồ ăn đã. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì vào bụng hết. Thế chúng mình đến bìa rừng phía bên kia đi. Ở đó có nhiều khoai lang lắm. Nhìn đây, hình như bên trong có một hang động. Ồ, thế chúng ta có vào đó không? Cứ vào đây xem bên trong có gì. Vào trong này sẽ ấm áp hơn đấy. Cái gì vậy sóc nhỏ? Có ai ở trong đó không? Tại sao hai người lại cả gan vào hang của ta? Chúng tôi đi ngang qua đây, gặp cơn mưa lớn nên xin vào đây trú nhờ. Mong hai anh cho phép. Thì ra chỉ là hai kẻ trú nhờ. Nhưng đây không phải là chốn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ồ, nếu chúng tôi có làm việc thì chúng tôi xin phép cáo từ. Trước từ sáng chúng tôi chưa kịp kiếm ăn. Nếu cứ ở đây thế này thì chết đói mất. Muốn có đồ ăn thì hãy chơi một trò chơi. Các người có đồng ý không? Nếu thắng ta sẽ cho các người ăn thỏa thích và thoát ra khỏi đây. Còn nếu không ta sẽ giữ các người lại để trong hang này. Trò gì vậy? Ở đây có hai cái bình của hai đứa ta. Một cái bình bên trong đựng đồ ăn, một cái bình là rỗng không. Các ngươi chỉ được phép sờ vào cái bình mà chỉ được dùng cách quan sát để chọn một trong chúng. Phải rồi, hãy nhớ lấy luật chơi. Chưa có kẻ nào thắng được trò chơi này mà thoát ra được khỏi đây cả. Nào, hãy suy nghĩ đi. Bọn chúng là loài gian tham đảo quyệt, chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu. Khoan đã, tớ sợ chúng có âm mưu gì. Chúng ta cứ thử nghĩ xem.
có cách đây. Trong hai cái bình này có một cái đựng đầy ắp đồ ăn, một cái là trống rỗng phải không? Nhưng theo ta thấy thì hai cái bình này khẳng định đều là bình không. Các ngươi chỉ định bày ra trò này để lừa chúng ta. Xưa nay Hồ Ly đã mang tiếng là gian xảo, độc ác. Lão toét, cái bình của ta không phải là bình rỗng. Đồ ăn của ta luôn đựng đầy ắp trong đây. Wow, cậu giỏi thế. Làm sao mà cậu lại biết trong bình này có đồ ăn? Con hồ ly nào có cái bình trống rỗng, thế sợ nhất là người ta nói đó là cái bình không. Ngay khi nghe người ta nói thế, nó sẽ cãi lại bằng được, không lừa gạt người khác để mong người ta sẽ chọn nó. Vô tình lại bộc lộ điểm yếu của mình. Thấy còn cái bình kia, tại sao ngươi lại vội khẳng định nó là bình chứa thức ăn? Còn bình nào có của, dù tớ có nói gì, kể cả nói nó trống không thì nó cũng sẽ mặc kệ, chẳng cần bận tâm tới ai nói cái gì cả. Quả đúng là như vậy. Ngươi quả đúng là một chú sóc thông minh. Ta sẽ cho hai ngươi chiếc bình coi như phần thưởng. May mà chúng ta đã thoát được khỏi cái hang ấy, lại còn được cả cái bình đồ ăn nữa. Thấy qua chuyện này rồi, cậu có học được gì không? Tớ hiểu rồi. Khi ta mặc cảm, tự ti về điều gì đó nhất sẽ khiến ta chú tâm vào phương diện ấy nhất. Người tự tin vào chính mình thì cần gì chứng minh đối với người khác, giống như vầng mặt trời kia, không cần phải đốt lên thật nhiều ngọn nến cho tăng thêm ánh sáng. Đúng rồi, cậu có khả năng riêng của cậu mà nhiều khi người ta không biết được. Vậy từ nay việc gì phải bận tâm đến những gì người khác nói về mình rồi buồn phiền cơ chứ. Phải rồi, từ nay tớ sẽ chăm chỉ học phép tính. Tớ sẽ không bận tâm khi người khác chế giễu tớ là kẻ ngu ngốc nữa. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.